hái trái này nữa thôi nhé, mệt rồi. Gia đình dẫn mấy đứa nhỏ đi hái dâu. Và chị ơi. Hello ơi. Hello Jackson. Jackson. Em mình đi vô nè. Wow. Người ta đang hái dâu ở đây. Bên kia mấy cày đang hái. Em vô hái bao nhiêu trái dâu. Rồi mọi người coi cảnh dâu ở bên Úc người ta làm như thế nào, rồi người ta đi hái farm cũng y chang vậy, đi làm farm cũng y chang vậy thôi. Ha, bây giờ mình đi vô đây coi. Coi người ta đang hái ở bên này ha. Hôm nay là cái strawberry này là cái dâu với lại cái cherry ở trong người ta cho vô hái miễn phí, bình thường là $4 hay là $5. Rồi ăn thoải mái luôn, ăn cả ngày luôn cũng không sao nữa. Đó các bạn. Hôm nay mình dẫn các bạn đi coi để các bạn biết cái cảnh làm farm ở bên Úc như thế nào ha. Người ta hái vậy cũng y chang người làm farm thôi, mà người làm farm là hái nhanh hơn thôi. Đó. Rồi phía trong kia là có cherry. Mình quay cho các bạn coi. Nói chung là khu này, khu Budget Mart là everywhere luôn, là người ta làm farm hết á. Người ta đậu xe ở đây quá trời luôn nè. Đó. Rồi sẽ vô cửa chính ở đây. Bên kia là những cái vàng đó, cherry, cherry ở phía trong, còn ngoài đây là blue mình không biết tiếng Việt. À dâu, dâu tây á. Đó, đây anh Tâm. Rồi. Ok bây giờ mình đi vô ha. Đây là cổng chính nè, người ta đang đứng đây, người ta xếp hàng người ta vô nè. Đó. Đây là nature food. Rồi. John, John, you want to pick up? Hai đi. Yep. Oh, okay. Can I grab this? Cherries, John, is a green, a purple flag. Yep. Cherries and strawberries, the best strawberries are over here. Cool, thank you. What you want to buy? No entry fee today because of the damage on the trees. Sure. Okay, from the rain. Thank you. Get two or three. Rồi, lấy cái nhỏ cho John nha. Rồi, mình thả này lại. Thả lại. Lấy cái nhỏ thôi. Rồi, get the small one. Hướng dẫn mấy nhỏ con mình hái cherry nha. Cũng y chang nha, ngày xưa mình hái cũng y chang vậy thôi nè. Đây, đây, đây. Con đi tới đây nè, con chỉ lấy cái trái nào mà nó đỏ mình mới hái nha. Đây nè, ví dụ như trái này nè. Rồi mình hái, mình ăn. Này con hái con ăn luôn cũng được đó. Ăn đi. You wanna eat? Eat. À, ok, vậy đi xuống như kia. Nha. Đó, đây đây đi cho, đi cho trên đây. Đây đây đây. Người ta đi sâu xuống dưới kia luôn à. Ở đây là hệ thống tưới nước tự động nè các bạn. Đây nè, đây. Đó. Người ta đi quá trời. Đó, cả gia đình. Người ta đi hái cherry luôn. Chó chơi. Oh, trái strawberry bự quá ha. Đây nè chó gì? Look. Oh, you're not allowed to eat the green one, only the red one, yeah? Rồi, cho anh hái đi, bỏ vô đó đi con. Ê, cái đỏ á, cho anh ơi, còn thúc nhanh tụi con. Get the big one, the red one. Hôm nay someone already eat it. Wow, cái này bự không? Rồi cho anh hái đi, cho anh hái, cho bỏ vô đây nè, trái bự nè, đó, anh hái. Đây nè. Đây nè. Ây, đây nè. Ây, ôi, rớt điện thoại luôn rồi. Ông anh vụt về quá. Hái trái này nữa thôi nhé, mệt rồi.
đứng trên cái farm cherry các bạn. Sáng giờ ăn quá trời luôn. Đây. Mình thấy không? Đây. Quá trời cherry luôn. Thank you.